cũng mấy lần rồi thì Vinh mới nhận lời tham gia Ca Sĩ Giấu Mặt. Vinh cũng chưa có đủ sự chuẩn bị. Rất là nhiều khán giả của Vinh mong muốn và gửi thư cho Vinh nói là anh nên tham gia Ca Sĩ Giấu Mặt. Thì nhận được cái sự động viên cho vậy, vậy cho nên là bây giờ Vinh quyết định là mình sẽ tham gia. Rồi. Nói xong ra nói chuyện thì rồi. Hát nói chuyện. Ok. Vinh đang rất là hồi hộp. Phải nói là thực sự có một chút hơi rung nữa, tại vì cũng đã 3 năm rồi thì Vinh mới làm lại một cái chương trình mà nó kiểu như khắc họa lại cái hành trình của mình trong bao nhiêu năm mình hoạt động nghệ thuật. Tại hậu trường, có thể dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng của Quang Vinh trước khi bước lên sân khấu. Anh lúc nào cũng rung hết á. Rung cửa miệng quá. Ngày xưa mà legend rồi. Cứ tới giờ hát là mình... Với áp lực tâm lý cho sự xuất hiện trở lại sau thời gian vắng bóng, liệu rằng đêm nay các thí sinh có khả năng chiến thắng Quang Vinh từ chính giọng hát đã quá quen thuộc với nhiều khán giả của nam ca sĩ này? Mình chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới trong game show Ca Sĩ Giấu Mặt lần này. Đương nhiên là bên cạnh cái tâm lý lo lắng để mình lâu lắm rồi mình không có đứng sân khấu, nhưng mà Vinh cũng đã ở nhà cũng đã chuẩn bị trước rồi nha. Mình cũng đã ôn lại các bài cũ của mình, chuẩn bị một số tiết mục bất ngờ dành cho khán giả. Vinh hy vọng là mình cũng sẽ ổn thôi. Chàng hoàng tử sơn ca sẽ đem đến những cảm xúc gì? Hãy cùng đến ngay với sự trở lại này. Cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Và ngày hôm nay đến với chương trình có rất nhiều quý vị tại đây. Giám khảo khách mời xin giới thiệu nữ ca sĩ xinh đẹp Bảo Thi, thành viên của nhóm Mã Ngọc, ca sĩ Thúy Nga, nhạc sĩ Phúc Trường, nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc, nhạc sĩ Lương Bằng Quang, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Bảo Thi là người đã từng tham gia chương trình rồi nên hiểu hết chương trình này. Nguyễn Hoàng Duy là khách mời mới của chương trình rồi nên cũng hiểu luôn. Trong đêm hôm nay, thí sinh nào là người chiến thắng sẽ mang về một tấm vé đặc biệt. Và tấm vé đó là tấm vé vào vòng bán kết, có cơ hội vào vòng chung kết. Và nếu là quán quân sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 300 triệu đồng cùng rất nhiều cơ hội khác. Và bây giờ là một người thân tượng của hàng vạn người, trong đó có tôi. Ca sĩ có biệt danh Hoàng tử Sơn Ca. Xuất thân là một giọng ca nhí đình đám của nhà thiếu nhi quận nhất vào thập niên 80. Quang Vinh của những năm trưởng thành vẫn luôn là một trong những cái tên sáng giá trong làng âm nhạc nước Nga. Cùng với giọng hát trong trẻo đầy truyền cảm, không ngạc nhiên khi Quang Vinh luôn được người hâm mộ nhớ đến với biệt danh Hoàng tử Sơn Ca. Album Tình Yêu Tìm Thấy phát hành năm 2003 đã khẳng định vị trí của Quang Vinh trong showbiz Việt với hàng loạt giải thưởng ca sĩ triển vọng làng sóng xanh, ngôi sao Bạch Kim và VTV bài hát Tôi Yêu. Sau khoảng thời gian dài vắng bóng để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới, hôm nay, lần đầu tiên trở lại sân khấu âm nhạc, chàng hoàng tử Sơn Ca sẽ đem đến những cảm xúc gì? Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp
gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vàng, mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi với những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Tiền về. Cảm ơn Thi, cảm ơn Nga. Ở đây chắc chắn một điều là lâu lắm rồi các bạn mới gặp lại Quang Vinh đúng không? Tới giờ vẫn trẻ như hồi mới hát cái bài gì mà Miền Cát Trắng đó. Lưu Bình Quang là một nhạc sĩ viết những bài rất trẻ trung. Các bạn hãy nhìn thấy rõ ràng hai trường phái tách biệt. Đây, trẻ trung, trắng trẻo, da láng mịn. Đây, gai góc, đen đúa nhưng từng trải, đúng không? Có lúc đẻ ra hai đứa cũng trắng trẻ trẻo y chang nhau mà anh. Không, khác chứ. Văn Huynh trẻ là trắng lắm, đây đen bẩm sinh rồi. Giống em mà lục được cái tấm hình nào của anh hồi xưa đó nha anh Giang, em sẽ coi anh có trắng. Trời ơi, tôi ngày xưa tới bây giờ vẫn xấu, hiểu không? Nhưng mà trời cho dễ thương. Em cười cái gì Bảo Thi, em cười cái gì? Dạ em cười vì em thấy anh nói đúng. Thiệt, từ đây tới cuối đời tôi chỉ nghe nhạc Bảo Thi thôi. Rồi, chương trình của chúng ta sẽ có 4 vòng. Vòng thứ nhất sẽ có tất cả là 5 thí sinh và Quang Vinh nữa là 6. Tất cả mọi người đều bước vào bên trong, dĩ nhiên vị trí không ai được biết. Nhiệm vụ của tất cả giám khảo ở vòng thi đấu đầu tiên là bình chọn cho người hát không giống Quang Vinh nhất. Nhớ đừng đi kiếm Quang Vinh làm gì. Nếu xui sao người đó là Quang Vinh thì Quang Vinh phải dừng cuộc chơi ngay vòng thi đấu đầu tiên. Đó là điều rất là hồi hộp. Không gì hồi hộp hết, Bảo Thi đã từng trải qua rồi. Nói chung là hên xui thôi. Không thể nào mà hên xui được. Tại vì ngay cả cái giọng nói đã không thay đổi thì chắc chắn giọng hát đó sẽ luôn luôn là giống như hồi xưa. Cái vấn đề không phải là thay đổi hay không thay đổi. Cái vấn đề nằm ở chỗ là có những thí sinh người ta hát giống 98%. Em hỏi thăm cái này là cách mời giám khảo là phải nói theo giọng hay sao anh? Là cho anh mời cho nói mới được nói hay sao? Em tại nói sao nào anh được. Tại vì tại sao nãy giờ anh không mời em nói? Rồi. Anh mời em.
À, thích quá, thích anh Vinh quá, không biết sao nữa. Nói chung là giờ mê bình nữa. Bữa nay mặc đồ tình nhân thì tôi nghi nghi rồi. luôn là fan số 1 của anh Vinh nào giờ rồi, nên là chắc chắn một điều là riêng ai Bình không biết, nhưng chắc chắn là Bình sẽ nhận ra được giọng anh. Cá bao nhiêu, cá cái gì, không có gì là chắc chắn trong chương trình này. Nè, hỏi người có nghiệp là Nguyễn Hoàng Duy nè, nói câu cho. Nãy giờ đâu dám lên tiếng nói đâu, tại vì hai mùa trước em cũng bị anh chặt nát mặt rồi nên không dám nói thế nào đâu. Đó. Nhưng mà nói chung đây là cái kinh nghiệm có thật. À, đợt trước thì anh trai của bé Thi là bảo với Thi xém về nhà không nhìn mặt nhau nữa mà. Đúng. Em rất là nghi ngờ hôm nay sẽ có nhiều bạn hát giống anh Vinh. Đúng, chính xác. Dạ. Chương trình của chúng ta là chương trình có một phần đặc biệt. Đây là phần đối diện sự thật. Trời ơi, hồi đó học vũ đạo ở đâu vậy? Tan 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 tính tình có điệu làm hoài luôn á. Còn lại cái đó, cái khúc cuối á là hai chị em á phải dựa nhau. Đúng rồi. Vinh thì Vinh cứ dựa hoài, bà Thục thì bà quay bên kia luôn. À chất quá hả? Chất quá. Không dám đâu, phải không ta? Chưa hè, cái thời đó là lúc đó là anh Vinh với chị Thục là đang là hai ca sĩ rất là hot của nhà sĩ quận nhất. Mà em thì ở bên nhà thành phố, nhà anh Quang Vinh á, thì ở ngoài mặt tiền đường. Còn em ở trong hẻm. Khi mà em chuyển nhà về đó thì em có nghe mọi người nói là nhà anh ở đó thì là chiều nào đó mình cũng vào bộ kiếm cớ xin mẹ đi. Trời ra mua tạp hóa đó. Em mê trai từ thời thiếu nhi á hả? Chính xác là mê anh Quang Vinh. Em là kiểu fan kiểu cứng của anh Quang Vinh rồi. Khi mà thằng Bình đi thi vô một cái lớp đào tạo ca sĩ lúc mà còn trẻ đó, thì là thằng Bình đi hát thi hát vào cái bài mà cái gì cuộc tình hả? Phải dấu cuộc tình. Xong đậu à. Luôn vô luôn, là sau đó từ đó đến giờ là dính luôn đến ngày này đến giờ luôn á. Lúc đó Bình là nhiêu tuổi? Em lúc đó 14 năm trước em 14 tuổi. Rồi, 14 tuổi đó. Mà hát phai dấu cuộc tình rồi đó hả? À. Thích quỷ mà. Cho nên chúng Bình luôn luôn là fan cứng của anh Quang Vinh. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Và ca khúc được chọn là... Cái ca khúc này mình hát lâu chưa? 13 năm, này là 2003. Cái thời điểm đó, cách đây 13 năm mà các bạn thấy đầu tư một cái MV quay ngoài Phan Thiết đúng không? Ừ, bài này là anh Huỳnh Phúc Điền quay cho Vinh. À, cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Bây giờ hỏi nè, tại sao lâu quá mà bỏ quên nghệ thuật? Mấy năm trời rồi mới xuất hiện lại trước truyền thông. Lên truyền hình từ 11 tuổi đã hát rồi. Và hát quá lâu như vậy thì mình cũng chỉ biết ca hát. Mình cũng còn những cái ước mơ, những cái đam mê khác. Thì thời gian qua thì Vinh cũng chỉ nghỉ ngơi khoảng 2-3 năm. Chính xác là 3 năm. Nghỉ dữ á, nghỉ có 3 năm chứ mấy. Bỏ thi cũng nghỉ 2 năm nè. 3 năm luôn hả? 3 năm. Chà, ca sĩ giờ nghỉ lâu ha. Đây là cái chương trình cũng như là một cái mà Vinh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn nhớ Vinh. Mà không có quên Vinh trong thời gian Vinh nghỉ. Đúng. Vinh khóc đi anh. Thì thấy Vinh muốn khóc kìa. Chúng tôi yêu cầu ban tổ chức mời cô này ra khỏi phòng quay hình tìm tôi cái. Cho người ta đang vui kìa, người ta khóc. Cứ kèm nén. Cuối chương trình khóc luôn một lần. Khi Kim Tuyến bắn lên, mình giống như một hoa hậu khóc. Không có gì đâu, bây giờ thoải mái chưa? Mời bước vào bên trong. Ở vòng thi đấu đầu tiên, chúng ta hãy cùng bầu chọn cho thí sinh trong ô cửa nào có giọng hát không giống ca sĩ Quang Vinh nhất. Bình chọn, xin mời tất cả mọi người. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Mọi người đều đã chọn một con số. Trịnh Thăng Bình, em chọn ai hát không giống Quang Vinh nhất? Em chọn số 2. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Không giống nhất? Chắc chắn. Vì sao? Thì lại không giống thì không giống chứ tại sao? Mình thích thì mình chọn thôi.
hỏi nhạc sĩ nè, Nguyễn Hoàng Duy chọn ô số mấy? Thực ra cảm nhận là số 2 giống như Bình, số 2 không giống nhất. Vì sao không giống? Thì không giống thôi. Thật ra, âm vực của bạn này là một cái bạn có cái âm vực hoàn toàn khác biệt so với là những bạn còn lại. Nó trầm hơn hẳn. Ý, em chọn số mấy? Dạ cũng may mắn là chọn người không giống thì còn dễ, chứ nãy giờ thật sự chọn người giống thì có 3 người rất là đáng nghi ngờ, đó là số 1, số 4 và số 6. Và cuối cùng thì em cũng phải chọn bạn số 2, là người khác anh Vinh nhất. Thật sự là rất là bất ngờ khi mà có những người lại giống thần tượng của mình đến như vậy. Chỉ có nghe ba bạn kế bên nói thầm thì nhau số 2. Nên là đi ăn theo, chọn số 2 chứ thật thức trong bụng không chọn được người nào luôn anh ơi, khó quá, mấy bạn rất là giỏi. Trời ơi, một nhạc sĩ tên tuổi lẫy lừng trong showbiz mà nói những người nghe nói theo luôn là sao? Anh Phúc, anh là nhạc sĩ nè, anh nói cái cho nó gọi có cái gọi là khác hai nhạc sĩ kia nè. Bất ngờ ghê luôn, mà khi nghe không biết cái giọng nào là giọng của Quang Vinh nữa. Thấy là không giống Quang Vinh là mình chọn trong số 3. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Nga, em chọn số mấy là hát không giống anh Quang Vinh? Em thì em rối lắm rồi đó, mà thấy anh là em còn rối hơn nữa. Em sinh ra đã rối rồi. Nói chứ em không có ăn theo mọi người bên này đâu nha. Theo cái linh tính em cảm nhận được là em thấy số 2 không có giống anh Vinh. Số 2 không giống. Phúc Trường chọn số mấy? Thực sự là em sản xuất rất là nhiều album cho anh Vinh rồi, mà đến hôm nay khi mà tham gia cái cuộc thi này thì em thấy là 5 người, 6 người này hát cực kỳ quá giống. Em thì em chọn số 5. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Nếu như Quang Vinh xui đứng ở vị trí số 2 và khán giả ở trường quay cũng lựa chọn số 2 giống như 7 vị giám khảo khách mời, kết thúc mũ tình đã chấm hết. Quang Vinh sẽ dừng lại ở vòng thi đấu đầu tiên. Trong chương trình này không gì là không thể xảy ra. Và nếu như Quang Vinh ở vị trí số 2 thì lần trở lại này Quang Vinh đã có một lựa chọn sai lầm khi mời những người bạn ngồi đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem có bao nhiêu lượt bình chọn dành cho mỗi ô cửa. Có tất cả là bao nhiêu lượt bầu chọn cho việc hát không giống của mình. Wow. Ô cửa số 2 được rất nhiều giám khảo khách mời tại trường quay xác định là hát không giống Quang Vinh nhất. Nhưng quan trọng là những vị giám khảo khán giả còn lại có chọn giống như giám khảo khách mời hay là không. Chúng ta cùng chờ xem có bao nhiêu lượt bầu chọn dành cho ô cửa số 2. Tiếp theo là ô cửa số 3. Ô cửa số 4. Bao nhiêu lượt bầu chọn dành cho ô cửa số 4? Ô cửa số 5. Có bao nhiêu lượt bình chọn? Và ô cửa số 6. Như vậy là đã có một ô cửa nhiều lượt bình chọn nhất. 46 lượt bình chọn. Có thể sẽ là Quang Vinh. Có thể thôi nha, chưa chắc. Nếu là Quang Vinh có nghĩa là kỷ lục xảy ra, ca sĩ về sớm nhất của chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Nếu đây là chương trình của Trịnh Thân Bình, có thể đây là ô cửa của Trịnh Thân Bình. Nhưng không, đây là Quang Vinh. Xin mời mở ô cửa có nhiều lượt bầu chọn ở vòng thi đấu đầu tiên. Đang bị bệnh đúng không? Dạ không ạ.
Không bệnh thì sao hát để người ta nhận ra vậy? Dạ có lẽ tại vì em có cái âm vực không giống với các với ca sĩ Văn Vinh cũng như các bạn. Nhưng mà không, theo nghĩa là gấp riêng cái bài này thôi. Chứ nếu mà hát bài khác là em sẽ giống. Đúng không? Dạ. Nhưng không sao. Cuộc chơi mà. Thua thì buồn thôi, có gì đâu. Bây giờ hỏi anh Đỗ Đình Phúc, anh nghĩ Quang Vinh đang ở đâu? Lúc đầu á là anh nghĩ là trong số 6, nhưng mà giờ thấy có nhiều người đoán, số 19 người đoán là không có phải đứng trong đó là Quang Vinh, nên cũng mất tự tin một xíu. Trần Thắng Bình, em nghĩ là số 4 hoặc số 6 thôi, một trong hai đó. Em chọn một trong hai thôi. Em đâu thể nào có một lúc hai cô nghĩ được. Em nghĩ là số 4. Số 4 hiện tại là ít lượt bầu chọn nhất ở đây. Điều đó đồng nghĩa việc là hát rất giống Quang Vinh, có khả năng đó là Quang Vinh. Thì thấy sao Thi? Lúc đầu em nghĩ số 4, nhưng mà bây giờ em nghĩ là số 6, nên em chọn một thôi, số 6 là anh Vinh. Em vẫn một quyết định. Dạ. Yeah. Hèn gì 10 năm rồi vẫn chưa có người yêu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở ô cửa có Quang Vinh. Giám khảo khách mời, ai nghĩ đây là Quang Vinh? Không ai nghĩ. Chương trình này luôn có những bất ngờ. Nghe bằng cảm nhận lỗ tai đôi khi cũng sai. Nghe bằng trái tim mới chính xác. Tôi nghe bằng trái tim, nên Quang Vinh không phải ở đây. Xin mời. Đây, xin mời hệ thống rồng rọc nhập từ Australia mở cửa cho Quang Vinh. Đây, Quang Vinh. Giả bộ, mình đứng ở ô số 4 này, giả bộ. Rồi, mình bước ra cái cho Trần Thương Bình vui nè, 2, 3 bước nè. Đó, ô số 4, ô số 4. Ô số 4. Đó, rồi. Em đã đây, anh Quang Vinh bằng xương bằng thịt. Ngay cả bản thân Vinh nha, Vinh cũng bất ngờ những bạn kia hát giống lắm. Các bạn vì yêu mến mình cho nên các bạn thích giọng hát mình, và nhiều khi họ ngắm vào người họ không hay. Bây giờ mình cùng trò chuyện với anh chàng đẹp trai, xin mời em. Dạ, lời đầu tiên em xin chào các vị ban giám khảo và các bạn có trong mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin gửi một lời chào đặc biệt hơn đến một người là đã luôn gắn với tuổi thơ của em, là anh Văn Quỳnh. À, cảm ơn em. Ôm cái chứ nói gì nữa, ôm cái đi. Em tên là Lê Trường Thịnh. Lê Trường Thịnh. Trường Thịnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 20 tuổi. Quá trẻ à. Rồi đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đang là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Em có dự tính gì cho tương lai không? Ở dưới em là một dạng producer rất là máu mặt ở dưới. Producer, các nhạc anh sĩ, ca sĩ có thâm niên trong nghề. Nè, em có thể chọn ai trong này cũng được, trừ Trịnh Thắng Bình ra. Hôm nay đã được đứng chung sân khấu với người mà mình yêu thích rồi. Đúng nên, rồi. Nên em không còn tiếc gì nữa. Giờ mình hát bài tặng anh Vinh với lại quý vị khán giả được không? Dạ được ạ, sau đây em xin trình bày ca khúc Vết Mưa của nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Vô, vỗ tay. Cơn mưa đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn mình anh ngu ngơ mong cho cơn mưa tan trong yêu thương không vội vã. Mưa ngoan dẫu hết những phút thẫn thờ này, thương em đi giữa đêm lạnh khoan cho một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Giờ vẫn chiều mưa ấy, cũng trong chiều mưa này mình đã gặp nhau lạnh bờ vai, nhưng tim vẫn cười. Giờ vẫn chiều mưa ấy, em nép trong vòng tay anh,
anh bật khóc. Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn cho anh quên đi lạnh giá. Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời, mưa rơi sẽ tan mong hình vì giờ này em quay đi. Buông tay anh trong chiều xa. Rồi, như vậy là mình tạm thời chia tay anh Quang Vinh. Lát nữa mình gặp lại nha, Trương Thịnh. Xin chào. Bây giờ sẽ là vòng thi đấu thứ hai. Nửa bài hát đầu vang lên, khúc giữa sẽ là bình chọn. Và nửa bài hát sau, tất cả mọi người sẽ bước ra sân khấu. Lúc đó chúng ta sẽ biết đâu là Quang Vinh và đâu là các thí sinh. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn bình chọn cho thí sinh trong ô cửa nào mà quý vị nghĩ rằng giọng hát ấy không giống Quang Vinh nhất. Và ca khúc được chọn của nhạc sĩ Vĩnh Tâm mang tên, bài này rất dễ thương, mái tóc dài móc lai, khuôn mặt bầu bĩnh, một thời đã làm điên đảo quần chúng nghe nhạc. Bài này ra cùng thời điểm với Miền Cát Trắng luôn, là sau khi Vinh tách hợp đồng với Kim Lợi là trở thành ca sĩ solo. Tới giờ tôi vẫn nói là tại sao là cái hình đó trên đó với cái hình trên đây nó vẫn y chang nhau rồi trời. Có chăng là hiền hơn hồi xưa, đúng không? Bữa trước là bị ai nói mình mới vừa xuống núi á. Tại vì tu luyện trên núi 3 năm bây giờ mới xuống núi lại. Tức là bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, đã hấp thụ được chân kinh rồi. Nên bây giờ cuộc sống bây giờ nó nhẹ nhàng. Sẵn sàng chưa? Rồi. Mời vào bên trong. Cho ra nơi chốn nào tìm em mênh mông biển trời, vẫn thấy con đường xa tín mù tìm em tìm hoàng hôn lá. Nắng tắt chẳng vừa lên cuối đường bỏ quên con tim héo mòn, cứ mãi đi tìm nhau thế thôi để cho ai vơi nhung nhớ. Và rồi tìm thấy nhau tình yêu sao ngỡ ngàng. Đêm về trần nghe lòng thao thức, vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu cho ta bên nhau, tình yêu cho ta bao ân tình trong nơi bên em. Bình chọn. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Lưu Bằng Quang đã bình chọn cho thí sinh nào hát không giống? Dạ em bình chọn cho ô số 4 là không giống nhất. Cứ mãi đi tìm nhau thế thôi để cho ai vơi nhung nhớ. Thì nghe cái âm vực là hơi đục một chút xíu. Anh thì hơi ngược lại một xíu với mọi người, là anh lại chú ý cái giọng nào giống Quang Vinh nhất để mà mình không có bình chọn lộn. Có nghĩa là gọi là không có bán đứng Quang Vinh đó. Thế, cho nên là anh cứ lắng nghe những cái giọng nào mà giống nhất, cho nên còn lại là cái giọng mà không giống nhất thì anh có vẻ đánh nhẹ hơn thôi. Thì anh bình chọn là số 3 là không giống nhất thôi. Nắng tắt chẳng vừa lên cuối đường bỏ quên con tim héo mòn. Rồi, cảm ơn anh. Thúy Nga. Em chọn số 3 là không giống anh Vinh. Em thấy giọng, cái giọng ô số 3 sao có vẻ lứt lỡ. Lứt lỡ hả? Phúc Trường thấy sao? Em cũng chọn là ô số 3 là giọng không giống anh Vinh nhất anh. Lứt lỡ luôn hả? Tại vì em bấm lộn thôi. Trời ơi. Bảo Thi, em chọn số mấy? Dạ em chọn số 3. Nè em để ý một cái nha. Mỗi lần anh nói tới lại Bảo Thi là Bảo Thi, em chọn ô số mấy? Tí nữa nghe tới Trịnh Thanh Bình là nghe nó khác một chút xíu. Thử. Bây giờ tới là Nguyễn Hoàng Duy nè. Đời dù dập anh quá, trả lời giùm anh cái đi. Em thì em chọn số 1 là không giống. Sống cứ cho dặn nơi chốn nào tìm em mênh mông biển trời. Trần Thắng Bình. Em chọn số 3 không giống. Thích thì chọn. Không,
Cái này nghiêm dạ. túc. Cái nhã chữ của anh Vinh là một cái điều mà rất dễ nhận biết nhất của giọng hát của anh Vinh. Thì cái bạn này là một cái bạn nó nhã chữ, bạn hay luyến. Rồi, cảm ơn Bảo Thi. Anh nói cho người đời người ta khỏi nói nữa đó em, hiểu không? Dạ, dạ. Theo em nghĩ, anh Quang Vinh đang ở đâu? Em không nghĩ mà em chắc chắn là anh Vinh đang ở ô số 5. Nếu như mà ô số 5 không cất tiếng thì cũng rất là khó. Tại vì các bạn ở đây em tin là các bạn này cũng luyện dữ lắm. Bởi vì cái cách nhả chữ rất là giống anh Vinh. Mình là ca sĩ mà mình nghe được ai hát hơi giống mình đã hạnh phúc lắm rồi. Mà các bạn ở đây là nhả chữ giống y hệt. Chỉ có điều là đôi khi á, các bạn hát hơi lộ ra một vài chỗ lấy hơi này kia khác anh Vinh xíu. Nên là em nghĩ là số 5. Mà nếu số 5 bước ra mà không phải anh Vinh thì... Nếu Quang Vinh bước ra không phải từ ô số 5 thì em chịu gì với anh? Dạ thì em xin lỗi anh Vinh thôi chứ tại sao em phải chịu với anh. À hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ gặp Quang Vinh. Cái người trước Vinh hay là cái người sau Vinh hát giống Vinh hơn? À, Vinh nghe rồi Vinh cũng lo hát cái phần của Vinh. Nhưng mà ủa sao Vinh thấy giống như là sao có Quang Vinh hát trước đó nữa. Vinh thấy số 1 cũng giống hả? Rồi ủa vậy là Vinh ở số 2 hả? Thôi mà nói hơi lộ rồi sao ta. À, hát trước Vinh cũng giống lắm nha. Hát trước mấy số? À, hát trước Vinh 6 số. Bây giờ sẽ là nửa bài hát còn lại. Và tất cả họ sẽ bước ra từ những ô cửa. Xin mời. Sống cứ cho giặt nơi chốn nào tìm em mênh mông biển trời vẫn thấy con đường xa tím mù tìm em tìm hoa hướng lá nắng tắt trăng vừa lên cuối đường bỏ quên con tim héo mòn cứ mãi đi tìm nhau thế thôi để cho ai vơi những nhớ và rồi tìm thấy nhau tìm như sao ngỡ ngàng. Đêm về tràn nghe lòng thao thương. Vì yêu em anh như say, vì yêu em anh như mơ, mơ giấc mơ ngày mai. Tình yêu chúng ta bên nhau, tình yêu chúng ta bao ân tình trọn đời bên em. Ai sẽ phải dừng ở vòng thi đấu thứ hai? Đã có kết quả, có 26 lượt bình chọn rất cao dành cho ô cửa số 1. Mười bốn lượt bình chọn dành cho ô cửa số 2. Quang Vinh mang về 11 lượt bình chọn. Và số 4, một ô là 21 và một ô là 28. Ai sẽ là người được 28 đây? Chúng ta hãy cùng chờ xem trong một giây nữa thôi. Và 28 thuộc về ô số 3. Ô số 4 là 21 lượt bình chọn. Như vậy đã có kết quả. Vị trí số 3 là người phải dừng lại ở vòng thi đấu này. Mời những bạn còn lại chúng ta vào bên trong chuẩn bị. Rồi bây giờ mình giới thiệu cái nha. Lời đầu tiên em xin gửi đến quý vị ban giám khảo cùng toàn thể tất cả các quý khán giả đang có mặt tại trường quay lời chào trân trọng nhất. Em tên là Đông Nam, em 27 tuổi và hiện tại đang là giáo viên dạy nhịp điệu và múa dân gian cho các bé mầm non á. Ủa mình dạy mầm non hả? Dạ. À mầm non là phải khó lắm nha, bởi vì mới lớn mà mình khó uống nắng lắm á. Em rất là vui vì được tham gia chương trình và được hát giống như ca sĩ mà mình đã yêu thích từ lúc mà mình còn rất là bé. Làm như thí sinh đi thi chương trình này không muốn thắng hay gì á, ai dừng lại cũng em rất là vui. Rồi bây giờ mình dừng lại, lỡ rồi mình hát bài cho tới lên được không? Và sau đây em xin gửi đến quý vị ban giám khảo và toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn được mang tên Áo Mới Cà Mau. Mời quý hay vị cùng quá. Thưởng thức.
nói cà mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài đi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, cho sáng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm chơi, nghe ai hát câu ơi hời, thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp ghê nghe sáng xe con tim tôi, chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi tạm thời chúng ta chia tay, lát gặp lại nha. Hai vòng thi rồi thì bây giờ nên là văn nghệ gọi là giao lưu. Xin mời bước lên sân khấu nữ ca sĩ của lòng tôi, Bảo Thi. Và sau đây là phần song ca của tôi và Bảo Thi. Mời Quang Vinh về dưới ngồi. À nó giỡn. Trời ơi tôi hát chắc chết à. Em cho đứng Giang được tội nguyện. Ờ thôi đứng ở đó rồi. Hát nha em, ráng nha. À, ngày hôm nay Thanh Vinh trở lại thì các bạn cảm thấy như thế nào, có vui không? Vậy thì anh Vinh hãy hứa với các bạn là mai này có gì thì mình nghỉ xả hơi xíu thôi, chứ đừng nghỉ dài như thời gian vừa qua nữa nha. Và hồi nãy hai anh em có nói chuyện trong hậu trường rồi thì hy vọng sắp tới á, biết đâu là sẽ có một bài hát nữa, song ca của Vinh và Bảo Thi gửi đến tất cả các bạn ha. Bây giờ thì nếu mà hát bài mới thì không có gì hay bằng cách là mình nhắc lại ngày xưa đi. Bây giờ thì sẽ là Vẫn Tin Mình Có Nhau. Rất nhanh từ lúc mình vừa quen nhau, mà giờ anh mới hay rằng từ lâu đã yêu em rồi. Ngại ngùng người không nói ra, em chẳng thể nào hay biết. Lấp lờ như giấc mơ, chỉ thầm vui lúc anh bên em. Tình yêu anh say bằng ước vọng, nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng. Và thầm mong có một ngày em sẽ hiểu được trái tim anh. Chờ mong anh nói một tiếng yêu, ngày và đêm tự hỏi mình. Thật lòng em thấy buồn, vì sao thế anh thật ngu ngơ. Bao ngày qua bên nhau, chuyện tình vu vơ, không hề vung vơ đâu. Anh phải sống chẳng khờ, nhưng chẳng khờ yêu em. Chẳng mà chẳng nói ra, để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau. Thôi chào em anh đi, vậy thì người đi đi. Nhưng nhìn em không vui, em chẳng biết làm gì. Thôi chờ anh nghe em, chưa từng khó nói ra nhưng thật tâm trong em vẫn tin mình có nhau. Cảm ơn Thi, cảm ơn em, cảm ơn em. Ừ. Bây giờ kể cho nghe một câu chuyện. Chuyện này có thiệt. Tôi có một người em gái cũng diễn hài. Nó là nó ở chung cư, và trong cái căn hộ nó là ở dưới, thì trên này có một cái gác. Cái gác đó chỉ là ngồi hoặc nằm chứ không đứng được. Trên đây là cái dạng như là cái trần, là có hình Hoàng Vinh. Là mở mắt ra là nó thấy Hoàng Vinh. Trước khi đi ngủ là nó nhìn Hoàng Vinh xong ngủ. Anh cô không biết nói sao mà mình rất là hạnh phúc về những điều đó. Ừ, có những cái đó thì mình mới tiếp tục được, mình hoạt động nghệ thuật được, đúng không? Và ở vòng này chúng ta cũng đi tìm thí sinh có giọng hát không giống Quang Vinh nhất. Ca khúc được chọn của nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
dịu dàng đến từng phút giây. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm cánh hoa mong manh. Tựa vào cơn gió, đêm đêm làm sao trốn tránh. Nơi đây màn sương lóng lánh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe. Cảm ơn Quang đã dành cho Vinh bài hát này. Nói đúng ra là Vinh giật. Bài này là Quang nói là viết cho nữ hát, nhưng mà sau đó Vinh nói không, bài này phải là của Vinh. Và Quang rất là cảm ơn Vinh một lần nữa đã mang cái bài hát đó đến cho mọi người và đã giữ cái bài hát đó tồn tại đến ngày hôm nay. Và rất là nhiều người mỗi lần nhắc tới Lưu Bằng Quang hoặc là nhắc tới Quang Vinh đều nói cái bài dịu dàng đến từng phút giây đó. Ngày hôm nay không phải một mình Vinh hát bài hát này mà còn ba thí sinh nữa. Nhưng mà em rất là tự tin tại bài này khó hát lắm, chỉ có Vinh là tập, tại vì cái hơi nó liên tục lắm anh ơi, cho nên là em nghĩ là cái này rất là dễ đối với em. Chắc vậy. Vinh ơi, nửa chừng Vinh hát cái Vinh ho cái vậy là được nha. Đừng có chiêu trò ở đây, ba thí sinh còn lại cũng sẽ ho y chang nha. Rồi mời vào bên trong. Ở vòng thi đấu thứ ba, chúng ta tiếp tục đi tìm giọng ca không giống Quang Vinh nhất. Xin mời. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm cánh hoa mong manh. Tựa vào cơn gió, đêm đêm làm sao trốn tránh. Nơi đây màn sương long lanh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe tim anh. Dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rối bời. Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em. Đôi chân thầm lặng anh đi, cho dù vẫn biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây. Nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui, nhưng chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là đôi nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng ngủ đi, nhưng tìm không ra em. Trái tim thêm lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây. Thời gian bây giờ là để dành cho quý vị bình chọn. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Phúc Trường chọn số mấy hát không giống Quang Vinh? Số 4 ạ. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe. Tại sao vậy? Số 1 là giống nhất, còn số 4 thì cái đoạn lên cao của bạn đó, cái khúc ngân dài nó không có được đẹp. Thúy Nga, đừng có nhìn kiểu đó. Em thì em chọn số 3 là không giống anh Vinh. Đêm đêm làm sao trốn tránh. Nơi đây màn sương long lanh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh. Anh Phúc, anh chọn cho mấy hát không giống Quang Vinh? Thì cũng giống như những dòng trước, thì mình cứ nghe cái giọng giống trong số 1 và số 2 là Quang Vinh rồi, cho nên mình chọn số 3 là không giống Quang Vinh thôi. Bảo Thi. Dạ em chọn số 4 không giống anh Vinh. Nguyễn Hoàng Duy đã chọn số mấy vậy? Số giống mà là không giống mà. Dòng này là không giống Quang Vinh. À, em chọn số 3 là không giống à. Không giống nhất đúng không? Không giống. Trịnh Thăng Bình. Em chọn số đông. Một ca sĩ trên thương trường không có chính kiến. Nhạc sĩ sáng tác bài hát này. Dạ anh, hồi nãy em có nói khéo với lại Quang Vinh là nhớ ho, cho nên là em
chắc chắn là ô số 4 là Quang Vinh. Tại vì ở đó có nghe một cái đoạn mà bị hụt một cái, búp một cái, giống như là tạo tín hiệu cho em biết đó là Quang Vinh ở ô số 4. Thôi anh bỏ qua cái vẻ mặt đó đi, em chỉ giỡn thôi. Và cái người mà em nói là không giống Quang Vinh nhất không, đó là... Hỏi Quang Vinh đang ở đâu? Ồ, em nghĩ là ô số 2. Bây giờ tiện thể hỏi luôn lần, ai nghĩ số 2 giơ tay luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thúy Nga, em chọn ô số mấy là Quang Vinh? Em nghĩ ô số 1. Rồi, cảm ơn em. Ở đây mọi người cứ nghĩ rằng nghe một cách đơn thuần là tìm được Quang Vinh ư? Quang Vinh thừa biết điều đó, nên anh ấy làm mọi cách để tạo nên sự hấp dẫn của chương trình. Như vậy, chúng ta cứ tạm thời đến với nửa phần còn lại để xem bước ra từ ô số mấy là Quang Vinh, và chờ xem sau đó bao nhiêu lượt bình chọn dành cho số 2. Xin mời âm nhạc. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, những thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm, những thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm cành hoa mong manh. Thường vào cơn gió đêm đêm làm sao trốn tránh, đầy đầy màn sương long lanh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe tim anh. Dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rồi bời. Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em. Đôi chân thầm lặng anh đi, cho dù vẫn biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây. Nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui, nhưng chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là nồi nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như sao một giấc mơ. Cố quay lưng ngồi đi, nhưng tiếng không ra ê. Trái tim em lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây. Số mấy vậy? Em nói số 1. Bây giờ em đang định đứng lên đi về đó. Không, ủa đâu có, cái này là đón vui mà. Lên đi em, cái này là chơi vui mà. Đứng đây, đứng giữa này. Rồi, cảm ơn em. Đây, rồi chửi đi. Trời đất ơi, em mê anh Vinh lắm. Anh Vinh ở đầu xóm nhà em. Chiều chiều em cũng chạy ra em nhìn anh Vinh. Trời trời. Không, những gì em nói nó đúng khác với những gì em làm. Nói câu gì xin lỗi coi. Em xin lỗi anh. Nói phải gì mà. Em sẽ trực tội với anh. Khi người ta sai thì nên bớt nói lại nha. Còn vòng thứ tư nha. Lát tôi hỏi cô đầu tiên. Cô nhớ, cô giả bộ, cô hỏi hết người ta đi, để khỏi bị mần nhục trên sóng truyền hình nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng 3. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả để xem ai là người được nhiều bình chọn nhất cho việc hát không giống Quang Vinh. Có kết quả, đó chính là Quang Vinh. Làm sao tin được, làm sao tin được. 12 lượt bình chọn đã dành cho thí sinh ở ô cửa số 1. Thấp nhất có nghĩa là theo khán giả, cậu này hát giống nhất, giống hơn cả Quang Vinh. Bởi vì Quang Vinh nhận được 16 lượt bình chọn. Còn lại ô số 3 và ô số 4, một trong hai thí sinh phải dừng cuộc chơi ở vòng thi đấu thứ 3 này. 35 phiếu và 37 phiếu. 37 phiếu sẽ dừng lại và 37 phiếu thuộc về giọng hát ở ô cửa số 3. Và 35 thuộc về ô cửa số 4. Bây giờ bạn tự giới thiệu về bạn đi.
Em xin chào anh Quang Vinh, xin chào anh Trường Giang và toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân ạ. Thanh Tân, Thanh Tân. Hình như Thanh Tân nãy có ho một tiếng đúng không? Để cho Trường Hoàng Quang tưởng lộn là Vinh đúng không? Rồi em đang học gì? Dạ hiện tại thì em đang làm thiết kế nội thất văn phòng ạ. À dạ. Vậy hả? Rồi bây giờ vậy, trước khi mình xuống dưới mình nghỉ ngơi, mình đợi phần cuối mình gặp nhau lại, thì có gì đó gửi tặng cho mọi người? Dạ thì Khiếu làm hài thôi anh. À Khiếu hài hả? À, trời ơi trời. Hôm nay tụi mình có đủ nghề ở đây hết ha. Đủ hết. Múa, hát, múa, giờ là hát, hài ca, luôn rồi. Hài luôn rồi. Có tên rồi. Hài thử coi, hài sao? Là tức nghĩa là em bắt chước tướng đi của anh Trường Giang. À dạ. Bắt chước tôi hả? Dạ. Đầu tiên là tướng đi của anh khi mà anh diễn ví dụ như vai ông già, vai mười khó chứ. Giống như cháu mà tôi chửi ha. Trời ơi, trời ơi trời. Rồi tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Còn một cái nữa là anh hay nhảy Michael Jackson. Bị đơ rồi kìa. Ông này ông bôi bát tôi ghê. Tôi nhớ tôi nhảy đẹp lắm mà. Anh có thể nhảy lại cho em xem được không? Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy đi. Các người tính biến tôi thành trò hề cho các người hả? Nói chung là cảm ơn em. Rồi, gặp lại nhau ở cuối chương trình. Bây giờ, bạn giới thiệu bạn là ai? Xin chào anh Trường Giang và xin chào mọi người ạ. Em tên là Quốc Anh ạ. Quốc vâng, Anh? Vâng, và hiện tại em đang là một dược sĩ ạ. Mà Quốc Anh hình như nãy giờ là mọi người đoán là giống với giọng hát của Vinh nhất. Đúng. Và Vinh nghe cái cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng, cũng giống luôn. Bán thuốc rồi ngoài thời gian rảnh mình hát đúng không? Hát cho đã đúng không? Dạ, em có đi hát ạ. Mình, có mình, đi hát luôn. Bây giờ mình trước khi thi vòng thi đấu thứ tư hát một bài. Vậy em xin gửi tặng mọi người một ca khúc của nhạc sĩ Vương Anh Tú ạ. Ca khúc Anh Cứ Đi Đi ạ. Vỗ tay. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi anh thấy em trong tay của người khác đây, sao anh quên được khoảnh khắc đây em bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi buông đôi tay và để em đi, xem như ta lần đầu chia ly cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì em cứ đi đi, hãy cứ xa anh và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã lạc mất nhau. Mình buồn vì tin mình đâu, mình buồn thì ai thấu đâu, từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã giăng khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười, vì yêu nên anh xin em cứ đi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ mời người thứ hai có đầu tóc dài áo chung màu. Em xin chào anh Quang Vinh, anh Trường Giang và tất cả mọi người tại trường quay hôm nay. Em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Tùng. Dạ. Hoàng Tùng. Dạ, và em ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh thiết bị điện tử. À, cái đó lời lắm. Thiệt bộ. Dạ, cũng đủ sống lên à. Đủ sống gì, dạ. Nhìn cái đầu đâu dài rồi biết cái đồ chịu hiệu rồi. Nhưng mới đầu đó không 800 ngàn. Nói chơi thôi. Rồi bây giờ Tùng hát bài gì tặng cho anh Vinh?
Đến với chương trình hôm nay, em xin hát một bài hát của nhạc sĩ Mạnh Quân được mang tên Gió Nơi Thiên Đường. Có phải em giờ là những kỷ niệm nơi đây tuy rơi mùa đông làm anh giá băng? Có phải em là nụ hôn đầu tiên anh mơ về khoảnh khắc thời gian níu giữ được hát tặng em được nghe giọng nói thân quen ôi khuôn mặt chiều mến khiến anh yêu mềm ngày xưa còn đây trong căn phòng tối tăm này ấm áp bao nhiêu yêu thương thiết tha nồng say Cảm ơn hai bạn đã mang tới hai phần trình diễn rất dễ thương. Rồi bây giờ mời hai bạn vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Ở vòng thứ tư này khác biệt vì nó ngược lại, chúng ta đi tìm Hoàng Vinh. Và ca khúc được chọn cho vòng cuối cùng này mang tên Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới. Mơ hồ như cơn gió vô tình, từng mùa đông qua luôn làm xe sắt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Bài này ai sáng tác Vinh? Của anh Thái Thịnh. Bài này cũng trong Ngôi Nhà Hoa Hồng luôn, trong CD Ngôi Nhà Hoa Hồng. Dạ, cái CD có nhiều bài hit hả? Rất là nhiều bài hit. Nè, hồi nãy giờ vui vui đoán trúng nè, giờ thiệt đoán sai nè. Trong chương trình này hay có cái chiều đó lắm. Cỡ Trịnh Thân Bình là sai chắc. Bây giờ, tất cả hãy hít thở chuẩn bị. Mời vào bên trong. Chúng ta cùng nhau đi tìm nam ca sĩ Hoàng Vinh. Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình, từng mùa đông qua luôn làm xe sắt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa, sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lẽ gón ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ lo chia đôi trong tình liêu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười, và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi, và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói những tiếng yêu đầu môi, thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Thời gian mình chọn bắt đầu. Thời gian mình chọn đã kết thúc rồi. Bình ơi, cho anh một con số. Anh muốn số mấy? Số mấy là Quang Vinh? Số 3. Nói nhỏ thì đỡ ai nghe.
nhỏ thôi. Nguyễn Hoàng Duy, chọn số mấy là Quang Vinh? Thì chắc chắn là số 3 rồi anh. Thì anh tin em nè. Thật ra em thấy số 1 với số 3 rất là giống anh Vinh luôn. Em đã chọn số mấy? Số 2. Cũng có thể cố tình hát không, 2. Em tin là chắc chắn không phải số 2. Số mấy là số em đã chọn? Em đã chọn hồi nãy. Dạ, số 3. Số 3. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về. Nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Dạ, em chọn số 3 luôn anh à. Số 3. Đừng nói anh chọn số 3 luôn nha anh Phúc. Số 3 là chắc ăn rồi. À, anh chọn số 3. Thúy Nga. Em quyết tâm khôi phục lại tình bạn với anh Vinh nên là chọn số 3. Nếu như anh Vinh bước ra từ ổ số 2, tình bạn tan vỡ. Không thể nào. Không thể nào. Em chắc chắn 100% luôn không hả? Không thể nào. Phúc Trường, tôi tin nè, tôi tin bạn nè. Nói câu cho nó khác lại coi. Em cũng chọn số 3 luôn anh ơi. Tại vì tại vì thực sự số 3 chắc chắn là Quang Vinh rồi. Đúng rồi, em nghĩ là Quang Vinh không có chơi mọi người vậy đâu. Quang Vinh hát đúng, nhưng do mình là mình nghe sai. Chứ đừng trách Quang Vinh tội nghiệp. Có vẻ như là biết hết trơn ha. Có vẻ như là giám khảo khách mời là biết là Quang Vinh đứng ở vị trí số 3. Và họ rất là tự tin để nói lên điều đó. Nhiều khi giám khảo trường quay người ta lại không chọn số 3 đúng không? Đây chọn số mấy? Bên đây. Rồi có nhiều bạn chọn số 3 giống như là giám khảo khách mời. Nhưng chưa chắc. Làm sao biết được Quang Vinh đang ở số 2 thì sao? Số 1 thì sao? Vậy sao dám chắc là số 3? Em nhìn anh nãy giờ em thấy hơi lo rồi đó. Và bây giờ chúng ta hãy xem Quang Vinh bước ra từ ô cửa số mấy. Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua đến làm xa dắt trái tim mình. Từng mùa đông qua đến làm xa dắt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi băn khoăn khi trời mưa. Phải dừng mưa nên thương nhớ vẫn chưa phai mờ. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về. Đoạn đường hôm nay dường như anh lẽ vẫn ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây dễ nói chia đôi trong tình yêu. Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười. Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói những tình yêu đầu môi. Thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Nếu lúc trước em đừng tới, có lẽ tốt hơn người ơi. Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. Nếu lúc trước em đừng nói những tình yêu đầu môi. Thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Thì đâu buồn chỉ khi mỗi đứa một phương trời. Không ý kiến. Không ý kiến. Mời tất cả giám khảo khách mời đứng dậy. Lady and gentlemen, đây là 7 người đồng nghiệp, 7 người anh em, 7 người bạn của Quang Vinh. Sai hết rồi. Nói đi Thi. Em nói với anh Duy là em nghĩ người số 1. Anh Duy nói làm sao em bằng anh được người số 3. Đến lúc cuối em quyết định em vẫn quay ông nói người số 1 mà. Mọi người quay qua người số 3. Nên là em mới chọn đó, số 3. Do Nguyễn Hoàng Duy tác động. Nhưng một người bị tác động mà thay đổi ý kiến mình sai luôn. Giờ phút này em đẹp cũng không thành vấn đề nữa. Trời ơi.
Trời trời. Thôi, một tình chung. Bạn. Chết chung đi em ơi. Không. Chết tình chung. Bạn như vậy. Nhưng mà Giang có công nhận là như vậy cái chương trình này mới thành công không? Không, mấy người sai rồi. Mấy người sai rồi. Chương trình này không có đoán sai, không đoán đúng khúc đó. Chương trình chúng tôi vẫn thành công hai mùa rồi. Trời ơi. Vinh ơi Vinh, thiệt. Buồn, buồn cho số phận. Vinh nghỉ 3 năm cho nên là giọng hát của Vinh bây giờ rất là khác lúc mà Vinh hát nếu lúc trước em đừng tới. Vậy thì tại sao ba vòng đầu người ta đoán trúng mà vòng cuối lại sai? Mình sai thì mình nói ờ xin lỗi Vinh. Thôi ok, sai. 1, 2, 3 xin lỗi đi. À kính thưa quý vị, đại diện truyền thông của Quang Vinh vừa gọi cho chương trình. Alo. Rồi, cảm ơn. Rồi. Từ nay nơi nào có Quang Vinh không có 7 người này. Trong lòng Quang Vinh bây giờ phải tự hào và vui bởi vì có một người hát giống mình ngày xưa. Còn bây giờ giọng Quang Vinh thì nó chính nó già dặn hơn rồi. Mà để 7 con người sừng sỏ mà bây giờ nhận không ra được, tội nghiệp thằng nhỏ. Mọi người có muốn nghe hát thử một câu mà không có nhạc coi giống nịch cảnh. Bài bất kỳ mà bạn Quốc Anh muốn đi, bài của Vinh á. Quốc Anh có bài của biết Quang bài Vinh nào? Muốn bài nào hát nhất vài câu, Quang Vinh hát, em hát câu, Quang Vinh hát câu. Chờ em dù mưa hay nắng, chờ em cà phê thêm đắng, chờ em đường khuya lối vắng, trái tim heo gầy vì nhớ mong. Chờ em mà sao em không tới, chờ em để cơn mưa giăng lối, tình ta giờ mượn mưa giăng lối, vì bao giông tố trong cuộc đời luôn chia cách duyên tình mình xa mãi xanh xa. Quá giống anh Vinh ơi. Hồi nãy biết cái phản ứng của anh Lưu Hoàng Quang là gì không? Rất tự tin, ngồi hai cái tay gác lên. Số 1. Không, anh còn thiếu cái miệng nữa, cái miệng này nè. Đó, là vậy nè. Làm sao lát nữa chịu nổi MC. Bây giờ sẽ là kết quả cuối cùng. Ô cửa có thấp lượt bình chọn nhất, 28 lượt bình chọn dành cho ô cửa này. 28 lượt bình chọn đã thuộc về thí sinh sau ô cửa số 2. Còn lại hai lượt bình chọn, một là 35 và một nữa là 37. Nếu 35 rơi vào ô cửa số 3, điều đó có nghĩa là bạn ấy được 35 triệu đồng và một tấm vé vào bán kết. Nhưng nếu như 37 lượt bình chọn thuộc về ô cửa số 3 thì có nghĩa là bạn ấy được một tấm vé vào bán kết và 74 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ. Và đặc biệt hơn nữa là Quang Vinh có một con gà chiến để vào bán kết đấu với các con gà còn lại của những đội khác, đúng không Quang Vinh? Bởi vì vào trong bán kết mà gà của mình yếu, cho dù chỉ cỡ nào, dày cỡ nào, tập cỡ nào cũng không giống mình được, rồi cũng sẽ thua các đội khác. Một ca sĩ mà có một người yêu mến mình, hát mình để người khác phải lầm tưởng là mình, kiếm đâu ra. Hãnh diện không? Nếu giỏi nữa, Quang Minh chỉ thêm mấy bài nữa giống nữa, được quán quân và 300 triệu đồng cùng với nghệ danh em ruột của hoàng tử Sơn Trà. Ghê không? Ghê chứ. Tôi bạn của hoàng tử Sơn Trà, tôi hoàng tử Sơn Nước. Chặng đường trở lại này của Quang Vinh, tự nhiên có một đệ tử xuất hiện. Và kính thưa quý vị thân mến, để không nhức đầu nữa, công bố luôn. Chúng ta hãy nhìn lên đây. Bàn tay ma thuật
3, 2, 1. Em có nghĩ là thần tượng của mình đã lâu và bây giờ em được gặp tận mắt là em đã vui lắm rồi, mà đã vậy rồi em còn được chiến thắng thì không còn gì hơn. Mà em xin cảm ơn anh và mong anh chỉ bảo em có tận tình hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng. Tất cả các bạn sẽ hát chung với Quang Vinh. Vỗ tay. Em say ngưỡng mơ ngày lại ngày qua phố mắt ngây thơ chưa vơi sầu nhớ ơi. Cuộc đời như ngàn ký thơ đẹp như đóa hoa hồng sớm mai dịu dàng từ cơn gió lướt nhẹ qua cho em hát ca bông anh từ làn mây đưa nắng về tô hồng đôi mơ ơi. Cuộc đời như ngàn lá hoa cầm tay bước quên ngày tháng qua. Trời mây cho em đón xe vui cười từng ngày, tung tăng trên đường xa có tiếng hò ca trong cuộc đời này. Chào cho nhau ngày mai cho nhau vòng tay không còn đò đầy, đôi chân son nhẹ nâng mây mông một cõi đất trời im ha. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, hẹn gặp lại vào tuần sau.